Hello mọi người, Lê Minh Hello. đây. Thì mọi người nếu mà ai chơi Yugi thì đã quét quá quen mặt anh Thành rồi ha. Hello. Không 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 Lâu có quá không gì. lên kênh của Hảo. Bây giờ Hảo đã chuyển qua Game ra cha rồi. content về 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 Genshin với lại Mấy game gacha đó, nói là chung là đổi. vậy, nhưng mà vẫn có content về Yugi lâu lâu nên là cũng có liên hệ, tại vì gần đây có top bằng một cái deck khá là thú vị. Hồi xưa Hảo nó chơi Pendulum thì lúc đó mình chưa chơi Pendulum thì mình đã vô địch bằng vô địch hoặc vô top bằng rất là nhiều cái thể loại summon khác nhau: Link summon, EZ summon, Fusion summon, Retour summon, nhưng mà chưa bao giờ vô top hay là vô địch bằng Pendulum summon, thì cuối cùng mình cũng đã làm được. Và deck mình sử dụng là bà Monica Finn Smith. Thì giải đó thì cũng ít người thôi, giải giải một cái giải của bên các anh em Biên Hòa và các anh em Thủ Đức, giải đó 17 người và vị trí của mình là đạt được top 4. Nếu như mà mình không quên tự quên ép của bản thân mình thì đã có thể vào chung kết, thì có thể sẽ kết thúc ở vị trí top 2. Ok. Ok, thì video này mình sẽ nói nhiều hơn xíu, tại vì Hạo nó em nó bỏ game hơi lâu nên là có những thứ em nó không nhớ được, nhưng mà mình sẽ giải thích cho các bạn về deck này, chủ yếu là vui vẻ thôi, tại vì deck của mình cũng không phải là meta. Rồi, chúng ta sẽ đến với deck profile. Thì deck hôm bữa mà mình sử dụng á là có tổng cộng là 41 kẹt. Sau khi mà nói về deck profile thì mình sẽ có một vài cái chỉnh sửa và tốt hơn là cái deck mình mới vào top. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói về engine của tụi Monica. Thì mình chơi ba Selectrise. Con này thì về cơ bản thì Selectrise là con được support sau này của Monica. Effect của con này là khi mà được normal hoặc là khi nào được Pendulum summon thì sẽ add một Monica kẹt. À con sạch chưa? Đúng rồi, nó là sạch chơi, và khi mà con này bị send xuống ra da mà trên sân mình có hai scale của Vamonica khác nhau thì nó sẽ được lụm lại lên tay. Tiện thế nhỉ. Thì đó là ép của Selectrise. Để coi mình có nói sai cái gì không ta, từ từ. Đúng rồi, phải có hai scale ở trên Pendulum Zone, hai kẹt trên Pendulum Zone. Hai kẹt thôi Nhưng mà deck cũng này thì lại không có continue nên chắc chắn phải là hai cái scale khác nhau ở trên Pendulum Zone rồi. đúng Rồi. rồi phải Đó cần ti là mà Selectrise. cắm cắm chỗ đó nó cũng tính là bell cap zone thôi á, anh phải phải cắm pendulum rồi mới tính là pendulum zone, cho nên Nó là ghi là đúng chính xác, cho nên vậy là thì chắc chắn là hai hai keo rồi. hai scale rồi. Thì bây giờ sẽ tới hai scale là Demonica và Angelio. Ok. Khá hay là cái ý tưởng của cái deck này, nó là về việc là nó giống như khi mà bạn coi phim hoạt hình đó, thì mấy cái con nhân vật trong phim hoạt hình nó sẽ có một con thiên thần, một con ác quỷ. Nó thì nhỏ này chính là người mà đây là ác quỷ, đây là thiên thần. Là hai hai mặt của con nhỏ đúng Đúng rồi, hai không? mặt của nhỏ đó thì khá mắc cười khi mà ác quỷ hệ phim thì lại là hệ lai, còn thiên thần thì lại là hệ đất. Nó cũng là một cái Tức là lúc mà tụi nó drip marketing kiểu như ra ra hình là em đã nói tụi nó thì Pendulum đây là cái ạc nó cũng rất là Pendulum mà. không ai Thì tên scale 3 và scale 5. Effect monster chung của bọn này là có một ép là ép trên tay là dis một kẹt là cost, sau đó sẽ cấm cái con còn lại ra, có nghĩa em. là con đen thì sẽ cấm con trắng ra, còn con trắng Trắng thì thì cấm cắm con con đen. đen à. Đó là một điểm khá hay. Rồi đó là ép thứ nhất. Ép thứ hai là khi mà tụi nó được normal hoặc special trong tên này thì tụi nó có thể banish một bell trap, một normal bell trap của Vamonica và copy cái effect theo theo cái điểm của tụi nó. Thì con này á thì sẽ copy F trừ life point, còn con này sẽ copy cái F gain life point, tại vì tất cả các bell trap, normal bell trap của Vamonica đều có F trừ và F cộng. Thì con Hiểu này hiểu sẽ là F trừ, còn con này sẽ là F cộng. à Còn F scale của con này, của tụi này á, thì khi mà con này, khi mà player bị ăn dam, con đen là khi mà player bị ăn dam bởi cạn phát, bị trừ điểm bởi cạn phát á, thì sẽ cộng cho nó một resonance counter. hả Còn con này á thì khi mà anh được cộng điểm bởi, thì nó cộng một đúng rồi, resonance counter. cộng một resonance counter, Ok. đó là ép thứ còn còn một ép scale nữa là con này á là trừ điểm trên sân của op bằng số lượng resonance counter đang có trên sân của anh. Ok. Còn con này là khi mà đang vô battle thì anh có thể, khi mà quái của bên op declare quái của anh, thì anh có thể ngay lập tức
Link summon một Vamonica Link Monster từ trong Mecha deck. Tiện phết. Rồi. Nhưng mà thì tụi này thì nếu như mà boot không có context á, thì nó sẽ hơi khó hiểu một chút. Tại vì phải phải có thêm Bellchap vô thì sẽ dễ hiểu hơn. Đúng rồi. Rồi, bây giờ về engine Finspeed. Finspeed nhưng mà chắc mình nói luôn full engine Vamonica trước. Xong rồi mình sẽ nói về engine Finspeed thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Ok. Phim engine về Vamonica thì mình sẽ đánh 3 Inviter. Ok. Inviter là một lá lúc mới ra nó không mạnh, tại vì effect của nó khá là tù. F1 của nó là có thể battle thẳng một Vamonica từ trong deck. Uh-huh. Nhưng mà sau đó sẽ không được nháy gì trên sân ngoại trừ Vamonica Monster. À, có nghĩa là vẫn có thể lên monster khác nhưng mà không được quyền nháy cái gì khác ngoài Vamonica monster. F thứ hai là nếu như mà anh control một non Benolum monster của Vamonica trên sân thì anh sẽ được add 2 scale, một scale lên tay và hiểu, một scale hiểu. Vô Ben hiểu. Thì lúc mới ra thì chưa nó có tù. Con này đúng rồi, nó tù chưa ra con đó chưa phải ra đợi con một này một. Nên là chỉ có thể linh thôi, nhưng mà deck này linh phải setup mới lên được. Thì đây là ba cái whip play duy nhất trong deck. Và nó cũng là whip play cho nên là hai con này sẽ không copy được F. Hợp lý. Nó phải copy normal nha. Đúng rồi, buộc phải copy normal hoặc là normal bên cháu. Vậy thì cân bằng mà. Kiểu như anh normal hay là làm gì đó, cái con 4 xuống cái team bạn làm gì anh chen vô phát nó cũng tiện. Nhưng mà mọi người cũng sẽ biết thêm một cái restrict là con quỷ này không thể sử dụng F khi nó battle summon nếu như mà không phải là Benolum. Nên là battle thẳng từ con này ra thì sẽ không có effect. Rồi. Hai cái spell mạnh nhất của deck là Secta. Nó có 2 F, một F trừ Lifebuoy và F cộng Lifebuoy. Thì cái deck này nó có một cái điểm khá hay, đó là F trừ Lifebuoy và F cộng Lifebuoy là F chính. Còn cái F sau đó là Then You Can. Thì anh có quyền làm trước, nhưng mà cái khúc sau thì anh có quyền chọn là phải làm hay không. Thì F trừ điểm gốc của con này sẽ là add một Vamonica Spell Trap. Còn F cộng Lifebuoy của lá này sẽ là bỏ một kẹt trên tay của anh xuống bottom xong draw 2. Và nếu như mà anh được control 2 scale á thì anh được quyền chọn. Còn nếu anh cần không control 2 scale á thì off sẽ là người chọn. Một trong hai F đó. Hiểu. Thì nhưng mà cái lá này là một cái lá cộng 1. Có nghĩa là giờ off chọn cái nào thì anh cũng sẽ được cộng 1. Đúng rồi. Cái lý do mà anh đánh 2 á là tại vì Inviter sẽ là một cái lá quan trọng hơn. Bởi vì nó access monster, còn lá này á thì nó đi một mình nó không mạnh. Nó phải có scale. Nó phải đi chung với thêm một vài kẹt nó sẽ mạnh hơn. Đúng. Và rồi. Anh cũng phải cắt ra để thêm những kẹt khác cho engine. Anh có bị brick bởi cái lá đó chưa? Có, cũng có. Với là mình không có cái gì trên tay, mình không có scale, không có gì hết. Mình cắm đó thì off sẽ chọn. Nhưng mà thường off sẽ cho mình draw 2 chứ không cho mình add. Thì nếu mà draw 2 thì cũng mấy... Ý là brick thì cũng không tới mức brick, nhưng mà lá này phải đi chung với một lá gì đó nó sẽ mạnh hơn là đi riêng một mình. Nên là quyết định đánh 2. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều cách để search con này. Ok. Ok. Còn bell chap khác của Vamonica thì anh đánh hai cái này. Để lại coi lại tên. Hai cái này là Vizor. Vizor thì effect F cộng Lifebuoy của nó là anh sẽ excavate deck đến khi nào mà anh thấy một kẹt Vamonica thì lượm lên tay. Còn lại thì anh sẽ shuffle và deck lại. Còn F thứ hai á thì là ăn 500 điểm gốc với là F trừ á là sẽ send một Vamonica kẹt xuống Raya. Thì một hồi nó sẽ giải thích lý do sao, nhưng mà nói chung là deck lá này nó sẽ phục vụ cho combo nhiều. Hiểu. Còn lá này là cái lá sẽ hơi khó xài hơn, nên là chơi một, nhưng mà nó sẽ phục vụ cho một tới hai combo trong deck. Thì F gain Lifebuoy của tụi lá này thì lại có điều kiện acti. Hai lá này thì không có điều kiện acti. Mình muốn act lúc nào cũng được hết. Nhưng mà lá này sẽ có điều kiện acti là mình sẽ phải boost một Resonant Counter lên một scale. Có nghĩa là lá này buộc phải có scale mới acti được. Ok. F cộng Lifebuoy sẽ là lấy lại Obanid. Còn F trừ Lifebuoy là lấy lại dưới một kẹt Vamonica. Rồi. Ok, lá này là tình huống. Đúng rồi, tình huống. Nhưng mà thật ra thì cũng sẽ có một vài combo xài được. Thì một hồi mình sẽ showcase vài combo có xài lá này. Ngoài ra thì mình đánh 3 fill. Fill là một đá tương đối quan trọng, và một Terra thì Terra để sạc fill thôi. Là 4 fill. Và 4 fill. Fill thì có 2 F. F đầu của fill là sẽ giúp cho mình search một Vamonica Monster. F2 sẽ là khi mà có một Resonant, một cái scale của anh mà Resonant Counter được lên đúng 3, có nghĩa là từ 2 lên 3 thôi, là nó có thể target một Monster trên sân của off để bắt qua anh sân của mình. Ok.
Ok, rồi. Hiểu. Rồi nó chỉ có hai ép đó thôi. Rồi, đó là bell của Vamonica, còn cháp của Vamonica thì đánh hai cháp. Đầu tiên là cháp này, cháp này cháp quan trọng nhất. Cháp này là normal cháp, cũng có hai ép. F1 là gain F cộng điểm gốc á, là bắn một bell cháp trên sân của off không bắn một bell cháp trên sân, không target. F2 là bay 500 điểm gốc để đá một monster trên sân không target. Nếu như control một Linh và Monica thì sẽ được apply cả hai F theo sequence, có nghĩa là bắn trước, bắn bell cháp trước và đá monster sau. Nhưng mà về cơ bản thì nó sẽ xảy ra luôn. Và sẽ không có target gì hết. Thì cơ bản là nó là trong một, chỉ là trong một gen mà, cho nên nó nói là sequence, nhưng mà mình cơ đúng bản rồi. Là xong là mình chọn hết đúng rồi. Đúng rồi. Còn cái này là counter cháp. Counter cháp của bọn này thì là khi mà cần cho Linh của Vamonica thì sẽ Omni negate. Negate destroy, bell cháp monster. Còn F thứ hai của cái lá này cũng khá là niche, cũng có thể xài được nhưng mà nó hơi khó xài một xíu. Có nghĩa là lá này banish đi, xong anh sẽ được shuffle kẹt của Vamonica ở Bandit Zone, ở Raya, ở Extra Deck bằng với số lượng Resonant Counter ở trên sân. Sau đó anh sẽ được draw với mỗi 3 kẹt được shuffle về. Nói ví dụ ra thì ví dụ như trên sân của anh đang có 3 Resonant Counter, anh banh này đi, anh shuffle 3 kẹt Vamonica ở 3 điểm về với deck thì 3 kẹt anh sẽ draw được 1. Hiểu. Còn nếu như anh có 2 Resonant Counter thôi thì anh chỉ sức được 2 nhưng anh sẽ không được draw. Anh chỉ được draw 1 kẹt với 3 kẹt được sức về. Còn lá này chỉ sức về bằng số lượng Resonant Counter. Thì cũng sẽ có vài trường hợp xài được cái ép đó khi mà bị nói đi xuống là thì hồi hàng, nhưng mà nếu mà có đủ 3 thì nó sẽ thành cộng. Thành draw 1. Ừ. Rồi, đó là engine Bamo. Còn bây giờ tới engine Finspeed. Sẽ không giải thích quá nhiều. Chơi 3 Engraver, 1 Luri, 1 Lacrima. Ok. Rồi. Không với một cái bell sợt của Engraver sợt. Ok. Rồi, hết. Này cũng không cần phải giải thích nhiều, nếu như mà bạn chơi meta thì bạn sẽ biết tụi này làm gì. Và deck này không, deck này nói chung là Finsmith là sẽ cần một life in để bắt cầu qua, thì về cơ bản thì deck đã có một life in là con này. Con này là life in của deck. Thì lộn xin lỗi. con kia. Con này là life in của deck nên là con này sẽ giúp từ bên đây bắt cầu qua live phim rất là nhanh, và từ live phim bắt cầu về cái này cũng được luôn. Hiểu. Từ từ phim speed bắt cầu về cái này cũng được đó. Đó là lý do mà tụi này chơi chung với nhau. Thì nói chung là phải có cái chim meta thì deck này mới đánh combo được, chứ về nếu mà đánh không thì khó. Rồi hand chap thì deck khá chơi khá là ít. Ba xuân, ba si, hai si và một roll. Một roll cái lý do để phải chơi như vậy đó là tại vì deck này rất là sợ roll. Hiểu. Là anh có chỉ kiếm luôn. Anh có chỉ kiếm là chơi vậy thôi. Còn tuổi mới thì sao? Em nhớ có hai con Maxi mới mà đúng không? Hai con Maxi mới đó thì anh không chơi trong main deck. Thật ra thì chơi trong main deck cũng được mà cái deck này thì cái engine nó quá to. Nên là không có thể chơi nhiều hand chap. Với lại Ben Nolan thì cũng không thể chơi nhiều hand chap luôn. Nên là anh sẽ sai deck. Thật ra thì cái con cú á, cái con hand chap Maxi mới á, cái con mà summon từ Extra hoặc là summon từ deck sẽ được draw 1 á, vẫn chơi được vì nó level 4, có thể đem ra bằng scale của tụi này. Nhưng mà anh không còn slot để nữa. Thì hand chap còn lại là chơi một imbom, thì chủ yếu cũng chỉ là chơi chỉ kiếm thôi, hai cái này là để chỉ kiếm. Ok. Rồi. Hợp lý. Còn bell chap mà không liên quan gì cũng là để chặn hand chap. Bell mà để chặn hand chap á thì là hai chỉ tay và một chỉ kiếm. Hai tay một kiếm thì, để chủ yếu là để gán chống si hoặc là chống con roll thôi, tại deck con roll chết luôn. Thôi em chơi con tỷ lệ đó. Thường là mấy deck ban nó sẽ bị như vậy. Rồi một bình thì để chứ kẹt, nhưng mà deck này không bao giờ check được 6 hết, tại vì những kẹt trong deck chat đều khá quan trọng, nên là chỉ check được 3 thôi. Rồi check được 3 để kiếm kẹt thôi. Tụi xếp phải thứ cũng bị vấn đề đó. Cuối cùng là chơi Assassin Robot. Chơi Assassin Robot thì để chủ yếu là để khi mà chơi bi chích á thì cần chơi Assassin Robot. Rồi, đó là phần nãy giờ bị chích đi đánh thuê tụi Lâm Tà La. Tại vì tụi tụi Finsmith là level 6. Level 6 để turbo ra được bi chích. Mà deck này cần bi chích để combo luôn. Tại sẽ có nhiều điểm thì deck này sẽ không đủ kẹt, thì cần bi chích để send hàng xuống để chơi. Hiểu. Rồi. Mình đến phần extra deck thì mình chơi một Halo Heater. Halo Heater là cái con quan trọng nhất trong cái deck này.
trong Linh. Thì nó là con ác quỷ hệ Lai, nó là cái form rồng của con ác quỷ hệ Lai. Thì effect của con này là F1 của nó là copy một F bell cháp ở dưới mộ. Ok. Để copy một F bell cháp, normal bell cháp của bọn Vamonica ở dưới mộ. Điều kiện summon của nó là một effect monster. Linh 1 công hàng 5, nhưng chỉ có thể summon khi mà cái ô resident counter, cái ô con ác quỷ á. Cái ô con này phải có 3 resident counter thì mới lên được. Cũng reject hẹn chi. Nên là deck này phải setup khá là nhiều. Chứ Linh 1 mà nó bấm một cái là thì đó, nên là để mình lấy đai ra để mà hồi nữa mình làm counter luôn thì phải cái con này phải có 3 okay. Thì mới lên được con này. Rồi. Hiểu. Thì F của con này là vậy, còn nó còn một F nữa là nó có thể remove 3 counter trên sân để chống chết cho toàn sân một lần battle hoặc là kẻ phép. Khỏe phết nhỉ? Khá là khỏe. Thì thường đó là lý do mà cái deck này nó làm những cái bell cháo em để ý thì thường đó là cái F trừ sẽ mạnh hơn cái F cộng. Đúng. Là để quay combo lên con này. Dạ. Rồi. Thì con này phải có con này thì mới cái cháp normal mới xài được 2 F. Và cái cháp normal hồi nãy á, thì cái điều kiện để acti á là trên sân phải có kẹt monster của Vamonica. Hai cái pendulum vẫn tính luôn. Hai cái scale miễn là có kẹt monster thì hai cái scale nó vẫn là kẹt monster. Nên là vẫn tính. Đúng rồi. Nhưng đúng mà phải có linh thì mới được xài 2F. À. Và khi mà cái cháp nó đốt mộ rồi á thì con này sẽ copy F của cái cháp. Hiểu. Để xài lại một lần nữa, có nghĩa là khi mà có con này với cái cháp thì sẽ bắn búng monster được 2 lần và bắn bên cháp được 2 lần. Ok, hiểu. Con linh một còn lại của deck là con này, có ánh sáng. Nó sẽ đọc ngược tên, con này là Halo Heater thì con này là Heater Halo. Thì bản ánh sáng của nó. Bản ánh sáng thì con này cái điều kiện summon cũng là một monster bất kỳ. Nhưng mà cái con ánh sáng phải có 3 con tơ. Cái của con này là khi được linh ra thì anh sẽ target monster trên sân của op bằng số lượng resident counter trên sân. Có bao nhiêu resident counter là target bao nhiêu sẽ bắn. F thứ hai của nó là remove 3 resident counter trên sân để đánh 3 lần trên tên. Thì con này con đi OTK. Khỏe phết nha. Nghe khỏe phết nha. Thì con này là linh 1 OTK đó. Nhưng mà nó hiếm có thể làm hình khó. Khó lên. Thì cái F cộng khó xài lắm. Dạ. Khó cộng để cái kia lên 3 counter lắm. Rồi linh 1 của Finsmith. Thì con này không gì nói nha. Yeah. Requiem này chịu. 1 IP. IP SP, SP. Rồi typical. Con này là con linh 2 của Vamo. Con này thật ra là con này bây giờ rất là khó lên, gần như rất ít luôn. Mình đánh rất nhiều game nhưng mà lên chỉ một lần thôi. Thì con này sau này sẽ bị thay đổi, thay thế. Thì một hồi nữa sau khi mà nói hết về Xtra xong á thì mình sẽ nói là mình sẽ thay con này bằng cái gì. Không, nói hết về combo xong rồi mình sẽ nói là con này mình sẽ thay mình lấy gì. Okay. Nhưng mà effect của con này là điều kiện summon của nó khá là khó. Điều kiện summon của nó là một Linh Vamonica và một monster bất kỳ. Thì mình sẽ phải hy sinh một lần disrupt, hai lần disrupt để đổi thành con này. Effect của con này sẽ là nó sẽ được un effect bởi kẻ effect nếu như trên sân của anh có nhiều hơn 6 resident counter. Ngoài ra thì con này sẽ được gain thêm số lần attack bằng số lượng level 4 Vamonica anh đang control. Ví dụ anh đang control 3 con thì nó đánh được 3 lần. Rồi vậy và là nếu như mà off wood summon, cái là off summon mà không tạo chain á, như là synchro hay là nói chung là summon không tạo chain thì con này là cái solem. Nhưng mà cái điều kiện bắt buộc á là trên sân của anh phải có hơn 3 resident counter. Ok. Cũng và con này sẽ remove 3 để negate. Thì về cơ bản á thì không thật sự mạnh. Cái F đó cũng là one monster. Nghe nó cũng kỳ kỳ á. Có nghĩa là cái F negate và cái F cái un effect á là đã phải setup rồi. Đúng rồi. F negate thì cũng phải setup luôn. Mà nó còn phải tốn mất đúng một rồi. Con linh nữa. Cái cost để chịu hồi nó không có đáng lắm. Ừ, thì bây giờ cái cách để giải quyết con này á là trừ khi Konami ra một con linh một mà chỉ cần 2 rồi sẽ lên counter thôi thì trong cái bước quay combo sẽ lên con đó trước. Xong khúc cuối sẽ lên con này thì được, chứ bây giờ bắt hy sinh một con đồng đen hay lên hay chỉ lên cần hay chỉ cần lên phát là được, không cần counter gì hết á thì cũng được con thì đó. Chỉ có vậy thì con này mới mạnh thôi, còn hiện tại con này rất yếu. Rồi, con này là của Finsmith. Và deck này là deck duy nhất xài con Finsmith 3. Cái con khá rích, nhưng mà cái con mà ý là mấy deck Finsmith mạnh khác không chơi. Effect của con này là target một con Finn non linh ở dưới mộ và cắm nó vô. Có nghĩa là đây nó target một con ở dưới mộ. Xong rồi nó summon con nó lên, nó cắm cái này vô mà phải là non linh. Life Finn thì phải non linh Life Finn. Ok hiểu. Một hồi nó sẽ check kỹ lại. Thì một hồi nữa lúc mà mình sử dụng combo thì cái lá này để phục vụ cho deck, cho cái combo một kẹt rưỡi combo của deck này.
Hiểu. Rồi. Abo. Ok, cái này gì không nói vậy, không có gì để nói. Fishbit dư mon quá nên Abo được. Thì con này là cái con của Fishbit luôn. Ok. Thì cái lá linh hai fusion lên con này rồi kéo level 6 với mộ lên bị chích. Ok, ok. Linh Idiot thì deck này chơi heo ở voi. Babushka, ok. Babushka thì hai con bốn. Hồi xưa là boss monster chính của Harmonica khi mà chưa có Fishbit. Thì hồi xưa là chỉ có là voi tịch trôn thôi, hết voi với 101 là full combo rồi đó. Yeah. Một Admit Dueler. Cái này thì để gặp mấy kèo mộ thôi. Về cơ bản thì con này sau này cũng bị thay thế bởi một con khác luôn. Okay. Hồi anh sẽ nói sau. Thì con này giải này mặc dù là top nhưng mà con này không hiệu quả. Ok. Rồi Bichit thì không có gì để nói ha. Acetonai là một con này 4 khá mạnh nhưng mà một hồi nữa mình sẽ giải thích lý do tại sao Acetonai trong deck này. Tại vì Acetonai là một kẹt combo của deck. Vậy luôn hả? Và con cuối cùng là Tifon. Tifon thì kẹt tình huống thôi chứ không có gì hết, không có gì để giải thích mà, con Tifon. Đúng rồi, không có gì để nói về con Tifon rồi. Thì con này các bạn có thể chơi cũng được hoặc không chơi cũng được. Yeah. Mình cũng không có nhiều lý do để giải thích về con này lắm. Tại hồi xưa mình coi decklist của bạn kia cái mình thấy bạn nó chơi xong rồi vô giải mình xài được một lần và nó thành công nên là mình xài luôn tới giờ. Side deck thì đánh hai Nibiru. Ok, hai Nibiru. Nibiru thì thời điểm này nó không mạnh nữa tại vì bây giờ nó có những quả deck mà sử dụng, nói chung là nó boost up này gay trước khi mà mình summon đủ 5 lần á. Đúng rồi, thường là người ta combo để né Nibiru rồi. Thì nên là Nibiru không mạnh nhưng mà Nibiru vẫn chọi được mấy deck kiểu mà chơi combo nhiều á thì vô giải thì thường sẽ có những cái deck đó. Ok. Rồi hai cú. Không gì để nói ha. Okay. Maxi thứ hai. Một Maxi thì có con trong deck để lại để chơi chơi đi sau. Và một Roll. Ok, hàng đi sau xem thôi. Dạ dạ. Ừ, rồi một chổi thì để đánh với Bắc Rô. Ok. Chen of Hurt để đánh với Jubel. Hoặc là sau này á thì có thể đánh với Razor. Razor thì deck mới á, Rezel á, Rezel á. Dạ dạ. Hay có mít. Cái lý do mà mình không chơi Lightning Storm hay là Heavy Storm có mấy Cockpit nó mạnh ở một điểm là Cockpit mình có thể đi trước. Mình set Cockpit để mình bắn Fuel của Standby hoặc là mình bắn Conti của Jubel. Thì đó là lý do. Ngoài ra thì Cockpit cũng là một kẻ có thể react vô Anti-Bell và react vô Summer Limit. Còn MST anh. Đúng rồi, nó cũng giống MST thôi. Còn này là Trust. Trust thì chủ yếu là đi sâu để add bell hoặc là để đi trước mà bị bị gì thì set đồ. Chọn hành giáp thì set cái này. Nhớ thế. Đây là cái Ember còn lại. Ok. Còn đây là lá để chơi với combo của Bichit. Bichit với Transition Robot á. Ok để, ok. Mình như win luôn á. Em biết. Lá này là không cho up summon cái gì ngoài một. Đúng rồi, anh chứ lúc em còn đang chơi game em dính cái này lần rồi cũng hơi cay. Đúng không? Lúc mà Robot mới ra nó sẽ xài Bichit để ấy. Thì hơi cay. Rồi, mình sẽ showcase cái combo mạnh nhất của ấy là gần như mạnh nhất của deck. Thì nó sẽ open bằng một con Select Drive và một cái scale. Rồi. Combo là Acti cái này trên tay. Ok. Hit Select Drive xuống để cắm scale còn lại trong deck ra. Ok. F của Select Drive khi mà bị dip xuống Raya lấy lại. Xem xuống Raya mà có hai keo thì sẽ lấy lại. Ok. Normal Select Drive để F add Secta. Ok. Rồi Acti Secta. Sẽ ăn 500 dam. Sau đó add một bell. Thì lúc này mình sẽ add cái Woodplay. Mình sẽ add cái Inviteer. Acti Inviteer thì bây giờ khi mình đang control con này rồi thì Inviteer sẽ cho mình sử dụng 2F. Không phải 2F mà sẽ được sử dụng F2 á. Thì mình sẽ bỏ con này vô đây. Và con này lên đây. Lên tay. Bỏ con đắt cho lên. Đúng rồi. Bỏ con này lên tay. Rồi. Con này là hệ lai nha. Mà nó là bóng nó là bỏ ác quỷ vô. Thì bắt buộc phải để con này ở đây. Tại vì một hồi nữa nó phải lên đây. Ok. Đó lên một. Nhớ nha mọi người, quan trọng á. Đó là một điều cực kỳ quan trọng. Không có để lộn là chết. Hồi xưa thì muốn để đâu cũng được hết. Nhưng bây giờ á. Rồi, khi ban ra thì tụi này đều có ép copy thì ép con này sẽ copy cái này. 500. Ăn 500 tiếp lên 2, ok. Rồi lát nữa sẽ là một cái lên 3 rồi chúng ta sẽ lên link 1. Mình sẽ add con này. Add cái này sẽ cho mình send một bê cháp, send một Harmonica kẹt xuống 1. Ok. Là kép chữ đó nha. Thì cái này lên 3. Lên 3. Rồi. Đó mình đã đủ 3 rồi.
Bây giờ mình sẽ xem cái chap này. Ok, xem cái normal chap để lát nữa rồi còn ác. Còn bây giờ mình xài ép luôn con này luôn. Mình sẽ đây xài cái này để cộng thêm một kẹt trên tay bất kỳ thôi. Tại vì chắc chắn là sẽ là một kẹt Romonica. Dạ, có nghĩa là mình được cộng thêm một kẹt. Ừ, nói chung là cộng thêm một kẹt tùy trên sân có cái gì á. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ lên một. Ừ, lên con đắt. Không, không, mình sẽ lên lên con này. À, con này là Lifeed. Ok, ok, rồi. Mấy đứa khác đó thì nó phải dùng hai mon để nó lên con Goddess nhỏ để nó lên con này. Ok. Mà chỉ cần một con này thôi. Ừ, do nó có sẵn Lifeed rồi, hợp lý. Rồi. Sò thằng 4 lên. Sò nhỏ. Sò à, con nhỏ Lacrima. Hả? Ok, ok. Ép Lacrima sẽ send Engraver. Ồ, ok. Bây giờ mình sẽ ôm hai con này lên con này. Ép con này sẽ fusion. À, ok. Sức phụ này. Sức phụ hai con hai con nhỏ con gái. Con nhỏ con gái với lại thằng với lại cái con Liên á, con Liên 1 về deck để đúng nhảy ra con Fusion 6. Fusion 6, ép Fusion 6 sẽ kéo kéo thằng này lên. Đây là combo cơ bản của mọi deck ấy thôi. Yeah, yeah. Rồi. Bây giờ mình có những lựa chọn thì bây giờ mình muốn lên Abo cũng được. Ừ. Mình lên Abo luôn cũng được mà mình lên Bichit. Lên Bichit thì ở pha này mình chỉ xem được trên session Robux thôi. Thì có nghĩa là trong tên mình sẽ có hai xe hai muốn về. Hiểu. Là con này sẽ được ôm lên lên một. Lên con này sẽ được ôm lên lên một. Ừ, một monster thôi là lên được liên một đắt rồi. Hợp lý. Nhưng mà thường á thì sẽ lên bằng con này nha. Đó. Ok. Hai con này mình sẽ ôm lên SB. SB luôn, hợp lý. Ừ. Đó, thì nó sẽ là như vậy. Còn nếu thì trong tên của off mình sẽ có disrupt là con này một lần muốn về. Ừ. Rồi cái này chơi sẽ sử dụng một lần. Để một lần thêm một lần muốn về và bắn nữa. Dạ. Còn IB thì sẽ lên SB. Ừ. Rồi. Ok. Còn nếu như mà bạn không ý là nếu như mà mọi người đã thấy đủ rồi á. Rồi. Thì ở điểm này á thì có thể lên Bichit cũng được. Lên Bichit thì sẽ xem được Jason Robach. Nhưng mà đây. Lên Bichit thì sẽ lên sẽ xem Jason Robach. Ừ. Sau đó sẽ ôm phải xài con này. Yeah. Con Linh 1. Ok. Thì cái con Engraver dưới mộ có ép là xúc con này về. Sổ này lên nữa. Thì hai con này sẽ lên IB. Đúng rồi, giờ tên sau Bichit kích được thêm lần nữa. Đúng, nhưng mà Bichit bây giờ kích được không sạc, không làm được đúng gì rồi. Hết. Cũng không sử dụng gì hết. Nhưng mà sẽ giữ được con này mà mình được vẫn SB. Ừ. Đúng là phải làm như vậy á. Tại hồi nãy anh quên mất con Engraver. Dạ, dạ. Rồi, còn nếu như mà hồi nãy không làm vậy thì mình sẽ có một con... một con Abo dạ. Ừ, thì Abo ba chân rồi đó là combo cơ bản của deck. Còn nếu như mà cầm cả Finsmith trước á thì nó sẽ nhiều hơn. Dạ. Thì về cơ bản thì nó cũng chỉ làm như vậy thôi nên là mình sẽ không có lúc đó thì chắc em nghĩ cộng thêm một Abo nữa. Ừ, cộng một Abo cộng ý nói chung là nó chỉ dư sát thôi. Đúng rồi, thì làm kiểu gì cũng được hết á. Nhưng mà một hồi nữa mình sẽ nói luôn là nó sẽ có thêm một cái là nếu như mà mình open bằng con có thêm con Finsmith này á thì ở dưới mộ mình sẽ có hai con Finsmith. Thì ở end mình sẽ không phải shuffle Lacrima về. Thì ở cuối tên á mình sẽ có Lacrima, mình vẫn sẽ còn con Lacrima này và con này. Thì con Lacrima có effect là shuffle trong tên của off shuffle bản thân nó về để sổ lại một con Linh Finsmith dưới mộ. Thì để sổ lại con này thì lúc đó IB mình có thể lên Abo cho nó. Yeah. Thì nếu như mà first turn mình open bằng con này thì yeah. Mọi người đã, ý là mấy người chơi meta thì người ta hiểu là Finsmith đã làm gì rồi. Nên là sẽ không giải thích thêm cái combo đó. Mà hình như Finsmith chỉ kỹ khó cái chỗ chịu hồi cần một con lai thôi. Chứ lai fin thôi chứ còn lại không có restrict gì hết đúng không? Đúng rồi, không có restrict gì hết. Rồi, lỗi giờ mình sẽ... Đó là nếu như chỉ open mỗi con nhỏ này và một kẹt random. Là một kẹt rưỡi combo á. Đúng rồi, một kẹt rưỡi combo. Có thể gọi là một kẹt combo đi, tại vì mình roll 5 hand thì chắc chắn là hay, ừ. Thì nó một kẹt rưỡi, nó một. Effect của con này sẽ sợt cái Invitia, ép Invitia sẽ bỏ cái này lên bỏ cái này lên đây. Ừ. Và cái này lên he lên vẫn là con đen lên Echelec. Ép con trắng. Đít một xuống, cấm. Cấm đít một để cấm còn lại, đó. Rồi, bây giờ đen này lên. Rồi. Trong combo này á, mình buộc phải fit con này xuống mộ để combo. Thì
mình sẽ link mình sẽ à, hiện chi là có Exitong này. Exitong này và mọi người phải check trong database Yu-Gi-Oh chỉ có đúng một con Finlight rank 4 thôi. Đó là Exitong này. Thì bởi vì cần con này dưới mộ nên mình phải fit nó xuống mộ. Ừ, xong rồi cái giờ chúng ta lên con liên 1 đó. Con này xong bắt đầu combo tiếp. Nhưng mà mình sẽ giải thích là combo này nó hơi quằn quèo một xíu. Tức là mình sẽ là sổ con này. Ok. Như vậy thôi. Effect của con này shuffle con Exitong này vậy. Đó. Xong okay. Rồi hai con này lên con kia. Lên con 2. Xong con 2 fusion. Shuffle hai con này. Để fusion. Fusion lên con. Con fusion đây, kéo này lên. Xong rồi lên bi chích. Đó, yeah. Như bình thường, không gì hết. Nhưng mà con bi chích này sẽ send thứ khác không phải. Đúng. Là cái chép. Con bi chích này sẽ send cái mail sợt. À. Ừ thì đang thiếu hàng thì nó quằn quèo rồi, đúng rồi. Ừ thì nó hơi quằn quèo chút. Đây, đó. Sẽ lên cái con sợt. Thì đó, sau đó ôm hàng này lên. Lên con Linh 3. Linh 3 là kéo một Lifein non Linh ở dưới mộ. À, xong cái nó kéo còn con 4 4 đắt. Đúng. Đúng. Kéo con đen lên. Ép con đen. Con 4 lai lộn. Ừ. À, con này ép 3 sợt. Lộn hệ. Trong pha này sẽ sợt. Cái lá mà ít dùng nhất trong deck. À cái lá tình huống. Đúng okay. Rồi. Ép cái này cho này lên 2. Ừ. Lượm lại này thì cái này sẽ lên 3. À hả. Ăn 500 đam nữa. Rồi cái này chưa xài xài luôn. Xài. Mình thật cái này mình có thể chọn cái này lên 1 cũng được nha. À. Thì cái này thì nó không ảnh hưởng lắm đúng không? Đúng rồi. Thì cái này lên 1 cũng được luôn. Thì cái này ác tí này xong thì cái này sẽ có 3. À. Thì mình sẽ add chap. Sẽ chap, chết chết chap. Rồi bây giờ đủ 3 rồi. Lên anh lên bé 1. Lên linh lên 1. Thì đó có nghĩa là mình sẽ vẫn còn 3 hand. Yeah. Vẫn là 2 4. Ừ. Có nghĩa là hồi xưa thì nếu như chưa có Finsmith thì sẽ không làm được combo này. Nhưng mà giờ có Finsmith với Exitong này. Sự hỗ trợ của anh Exitong. Đúng rồi, sự hỗ trợ của Exitong này và Finsmith và con Finsmith Linh 3 này. Okay. Nó mới có combo một cạnh như vậy. Cũng bất ngờ khi mà con ít người dùng thì lại có cơ hội xài. Có mỗi deck này xài con đó thôi à. Với Jubel, nhưng mà deck này xài con đó là hiệu quả hơn combo luôn. Ừ. Hiệu quả hơn. Rồi. Cũng có những tình huống quay mà anh vẫn phải làm như vậy mà không phải nhất thiết mà phải restart một cạnh. Rồi, okay. Mình sẽ nói về đó là hai cái combo cơ bản của deck. Một combo một kẹt rưỡi và một combo còn cầm nhiều kẹt là nói chung là feel sẽ mạnh hơn rất nhiều. Thì mọi hồi nó sẽ có một cái quả mình test hand xong mình hand như thế nào mình combo. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ nói về một cái combo mà về mình việc mình phải bỏ kẹt. Mình phải bỏ bớt lý do mà mình sẽ phải thay đổi một mon vài monster. Mặc dù giải này mình top nhưng mà cái extra này nó chưa có tối ưu. Uh-huh. Mình sẽ cho các bạn thấy cái phiên bản tối ưu hơn. Thì phiên bản tối ưu đó buộc phải bỏ Abyss Dueler và con Linh 2 này. Ok. Ừ. Cái lý do á, mình sẽ đổi thành Artemis và con King Caesar. Cái lý do cho King Caesar là deck này á thì từ vào mà qua Finsmith thì được. Nhưng nếu chỉ open bằng Finsmith thì không thì khó không có vào. Gì hết. Không, yeah. Không qua được vào em, tại vì vào sẽ lúc nào cũng yêu cầu hai kẹt dạ, để lên hết. Thì đó. Nên là có con này. Mình chỉ lên được con ấy là mình sẽ không lên bi chích nữa. Ừ. Lên con này đó thì okay. Còn cái này á thì nó sẽ phục vụ cho việc là nếu như mình draw hai kẹt specific thì mình sẽ phải có con này mới combo được. À. Thì bây giờ mình sẽ giải thích nếu như mà bạn open bằng đây là hai kẹt rưỡi combo nhưng mà là open specific kẹt nha. Uh-huh. Bạn draw một trong hai scale là scale đen hoặc scale trắng. Mình sẽ lấy scale trắng làm ví dụ. Và một kẹt mà specific mà mình nói là Invitier. Và cái kẹt còn lại là kẹt kiếm đi. Rồi, đây là lý do này. Thì hai kẹt này á, nhìn thì có vẻ mạnh nhưng không thể combo. Tại vì cái này deep một scale đúng không? Ừ, lấy scale còn lại xong nhưng mà không có mon cho nên không có ít. Mình chỉ có thể xài đúng rồi từ trong deck ra. Mà kéo từ trong deck ra thì không có xài không, được ép. Không xài được ép, đúng rồi. Không xài được ép của cả ừ mấy con kia không có bèo cháp dưới mộ cũng không xài được. Thì đó. Đó. Bây giờ mình sẽ invitee. Dạ. Ra con này. Không ép được. À, xong cái anh lên con này lấy Celine xong con này. Effect này lấy lên tay rồi. Xong cái đồ mồ xuống. Còn là add cái này. Hiểu. Nhưng mà cái này sẽ add bây giờ cái này lên 1. Thì cái này sẽ add cái feel.
nó sẽ khác một chút, cái này sẽ add cái feel. Cái feel add con đen. Nhưng mà từ cái việc chơi 4 cái feel thì mình, em nghĩ là không cần add. Nhiều khi không cần add cái feel đó. Nhưng mà ý là nếu như mà cầm cái này rồi á thì nó sẽ không phải làm như vậy. Đúng rồi. Bây giờ không cầm cái này thì phải phục add cái này. Ok. Bên ra, bên một đen trên tay xuống. Ép đen bàn. Thì pha này á, pha này mình có thể sợt cái mình sẽ sợt cái sen xuống ra da. Đây Acti, cái này sẽ lên 3. Đúng rồi, Acti này sẽ lên 3 thì sẽ sen giáp đó, cái này lên 3 rồi thì mình sẽ lên 1. Lên 1 again. Đúng rồi, quá mạnh. Và rồi một bún và okay, một rồi okay. Cũng đủ mạnh rồi. Thì cơ bản thì với cái đây hybrid, chính là cái deck ấy, đây chính là combo ngày xưa của deck. Nhưng mà mình bị gọi là, mình nghĩ là bây giờ kiểu open Finn Smith cỡ nào cũng sẽ rất khó để open hai cái kẹt đó một lúc, nên là sẽ mình sẽ không có phải sử dụng combo này nhiều. Nhưng mà xài giải xong thì nhận ra cũng cần, vẫn cần nên là Artemis phải trở lại deck thôi. Còn con King Caesar thì mình đã giải thích rồi. King Caesar thì tại vì Finn Smith, ý là nếu như chỉ open Finn Smith mà không hề có một kẹt Monica nào hết á, là chơi combo Finn Smith luôn. Cơ bản là chơi combo Finn Smith luôn. Là mình sẽ được lên một Abo. Một Abo 4 chân. Một Abo 4 chân hoặc là một con này và một con Caesar ở dưới. Ok. Rồi vậy thôi, hoặc là một con này và một con IB. Đó, tại vì Giang nói chung là Finn Smith nó hơi bị bá cái là một kẹt mà generate được cái 4 kẹt. Đúng rồi. Nên là nó sẽ như vậy. Anh nghĩ nó sẽ ăn hit đúng không? Em nghĩ nó ăn hit đấy. Cái khả năng ăn hit của deck này hả? Thì anh nghĩ Finn Smith chưa bị ăn hit ở phòng bắn xong, nó sẽ có thể bị hit nhẹ thôi. Tại vì nó sẽ OCG sẽ tập trung hit and buy và hit stack A trước. Ok. Đấy. Nhưng nếu mà hit nhẹ em nghĩ hai thằng 6 cũng hợp lý. Thì cái khả năng là deck này có thể sẽ chơi được xem 6 tháng nữa. Tại vì về cơ bản thì mọi người có thể chơi deck này, nếu như mà Finn Smith bị hit thì deck này vẫn chơi, hay chơi thuần. Ok. Không ảnh hưởng gì hết. Vậy là cái đó là tất cả những cái mà anh muốn thay đổi từ cái lần đánh giải rồi đúng không? Chắc cái cuối cùng là chơi hai con khùng này, nhưng mà lúc đầu anh tính chơi hai con khùng này. Nhưng mà hôm nay test giải test thua tại vì ro con này nhiều quá. Tại vì cái hay của hai con này là tại vì bây giờ người ta chọi cú với chọi maxi chọi tay bay nhiều quá, cho nên để counter đúng không? Ấy hoặc là chọi roll. Đúng rồi, xong là mình cũng chưa có cài trong sân đó. Nhưng vấn đề là cái việc lên cái odds 1-1 nó hơi đúng rồi. Thứ hai là deck 41 mà ý là các bạn đã thấy cái engine của deck quá dày, không thể chơi thêm gì nữa thì buộc phải nhét cái này vô nữa là thành 43 thì nó sẽ nó hơi kỳ. Đúng rồi, vâng. Ok, chỉ là tất cả. Ok, cảm ơn anh Thành vì đã chia sẻ một cái deck khá là thú vị. Tính ra là Vonica anh là top đầu tiên của thành phố luôn đúng không ta? Em nghĩ là chưa ai top trước đây. Anh nghĩ là nếu như mà không có những ý là thông tin trên mạng á thì anh nghĩ là anh sẽ là top đầu tiên của Vonica ở Việt Nam. Ok. Nói chung okay, là rất là hay và cảm ơn anh Thành rất nhiều. Và nếu mọi người đã biết anh Thành rồi, nên là nếu mà mọi người muốn, nói chung là mình cũng không có tính làm lại Yugi đâu, nhưng mà nếu mà mai mốt anh Thành có top nữa thì chắc là mình cũng sẽ lên quay thêm cho anh Thành ấy, cũng thân nhau mà đúng không? Cảm ơn mọi người, cảm ơn Cảm ơn mọi người vì đã coi video này nhé. Bye bye mọi người, bye bye.